Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nha. Và ngày hôm nay thì mình cũng đã chuẩn bị một tinh thần khá là thoải mái trước khi đến với cái clip gọi là solo squad lên danh thống trị này rồi anh em ạ. Nhắc lại ngày hôm qua nó phải gọi là một ngày tồi tệ luôn ý. Thật sự đúng là có những ngày chơi game mà như kiểu game chơi mình nghe. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình cũng đã chuẩn bị một tinh thần lạc quan hơn rồi anh em ạ. Đấy, hôm nay đã trang bị gọi là bộ đồ huyền thoại pha lê rồi, không lấy cái bộ thánh giáp băng kia nữa. Thề mà cái bộ đấy nhìn mình trông kiểu ngu ngu ấy anh em ơi. Ok, hôm nay sẽ cố gắng top 1 cho anh em. Một tên này, rồi, nóc. Ok, nếu như không nhầm thì sau trận này là mình sẽ lên thống trị luôn anh em ạ. Cố gắng nha. Có một tên rồi à? Ố, tên nào đang nóc? Ái da, hai team trên này luôn. Rồi, gạt luôn. Có tiếng Mutant này như kiểu đứng bên ngoài táp phải không nhỉ? Đây, đợi mình lút xong rồi mình qua luôn. Trên nóc tầng 3 thì là clear rồi này. Ồ, con này có một tên chạy này. Bạn chạy đi đâu? Rồi, nóc luôn này. Đây, mình đứng đây mình quan sát kia rồi. Chạy tiếp này, rồi. Tên này thì mình gạt được luôn này. À, đây rồi, lại thêm một tên nữa này. Ra ngoài mà lút này. Ô, cái tên nãy mình lốc nó bò ra cho mình gạt rồi anh em ạ. Đây, một tên tầng 2 đang lao ra rồi anh em ơi. À, tính công rồi này. Rồi, bạn lên đây. Xong luôn. Mình nghe có tiếng chân đẩy lên chỗ cầu thang phía bên kia nữa. Gạt tên này trước đã. Đấy, nó chạy ngay trên đầu mình anh em ạ. Đây, mình lên mình chơi luôn đi nhở. Úi dồi ôi, leo lên luôn à bạn. Thanh niên này manh động thế nhở. Ôi, nhà dưới kia có người kìa. Ô, có từ chân leo lên nữa này. Úi dồi, hai đầu luôn này. Tên này bị bắn hai đầu mà vẫn cố đứng đấy mà chảy cối à. Bạn chạy đi đâu? Gạt luôn. Lần sau là hết chảy cối nhở. Đống phết. Hình như là chỗ khu nhánh tháp băng này clear rồi anh em ạ. Còn cái chỗ nhà ngay trước mặt mình ấy, nãy mình thấy có hai tên luôn ấy. Đây, lên trên này mình đứng mình xem coi là có khều qua được không. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hình như là ốp bom lửa vào đường đấy anh em ơi. Góc này mình không nhìn được. Đó, góc này mình nhìn được. Rồi, nóc một. Cứ gạt trước đã, không là thằng bên kia nó cay hết mất đấy. Còn tên trong này thì cứ cho cả lửa vào thì hết chạy luôn mà. Vẫn còn đứng đấy mà bắn này, rồi nóc tiếp này. À ok, gạt luôn rồi anh em ạ. Còn team ở chỗ bên phải nữa. Đợi mình tí đã. Ui trời ơi. Khiếp thật, nó bắn qua tí chết luôn. Kìa, kìa. Để xem cái tên này tính làm gì nào. Ô, đẩy ra ngoài luôn kìa. Đây, đây, ra đây lại hóng tiếp. Rồi. Thanh niên lút xác à. Xong rồi, thế thì bây giờ ai cứu được bạn đâu. Đây, mình qua bên này mình gạt luôn anh em ạ. Cho hỏi cứu luôn đi. Ô, góc này vẫn đang còn hai team à? Ai già, vừa đi một lát đã có hai team tới công nhau rồi này. Còn tên này nữa. Mình tưởng lại leo lên tầng 2 cơ. Nhảy ra giữa đấy thì bạn chết rồi. Núp làm cái gì nữa, ra mà chết đi. Tên kia chạy luôn kìa. Tỉnh phết nhờ. Chắc là nó đứng nóc nhà anh em ạ. À đâu, nó xuống dưới tầng rồi. Bên trong nhà này. Không nóc à? Ui, chết 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 chết. Kìa rồi. Ba tên rồi, ra lút xác. Rồi, đốc hai luôn anh em ạ. Ơ kìa, ơ kìa. Ơ. Thôi xong, con đứa nó cay mắt của mình một mạng rồi. Cay thế nhờ. Đốc hai mà cuối cùng lại không gạt được ai, lại bị mất một kill chứ. Để xem nào. Vẫn đang còn hai team ở ngoài đấy à. Trên minimap vẫn đang còn bốn nữa. Người đứng đây để mình thử nốc lại xem có được tên nào không thì mình đẩy luôn. Đây rồi, đây rồi. Thanh niên này bị nốc này, chưa kịp cái S. Ái là tên này vừa bị nốc xong còn ra đấy mà hóng hớt này. Rồi, nốc rồi anh em ạ, đẩy luôn nha. Ui, thử chết rồi. Ui, có tên trong này nữa. Thôi xong rồi. Không biết là có hưu máu được không này. May mà chỗ này cái nhà nó lại có một cái đoạn bé bé này để mình nấp được. Mày thế. Rồi, ổn rồi anh em ạ. Bây giờ xử lý cái bọn trước mặt này đã nhở. Bị thằng bên phải nó bắn tí nữa chết. Kìa. Ngó ngó nghiêng nghiêng à bạn. Hết ngó luôn. Tên này nữa. Sao bọn này nó cứ đè mình nó bắn như kiểu bọn này cùng team hay sao anh em ạ. Ờ, bọn này cùng team rồi. Tên này vẫn ngó này rồi, đốc một này. Kìa, lại một tên nữa vừa hồi sinh kìa.
Thế là team Indo rồi, đúng rồi, nãy mình lốc hai thằng Indo ở ngoài này. Đây đây đây, đang ngó này. Ui, mẹ mắc tảng băng anh em ạ. Cày thế nhở. Tí nữa thôi mình lại bị trả đam lốc lại chứ. Ô, đẩy luôn à. Ngó lên, đứng sau ngó này, đậu cũng xanh. Không lốc được nó kìa. Thôi hỏng ơi, hỏng ơi. Chết rồi, có kịp không? Biết ngay mà. Mình thấy nó đứng lại một lúc là kiểu gì nó cũng đang tham mình bom. Vãi thật, bọn này chung team mà sao nó chơi chắc thế nhở, nó không công chứ. Thấy có một tên thôi. Mình lấy nóc nhà này thì nó chết. Vẫn chơi biết đúng không? Ra mà lút xác này. Còn nữa không ta? Mình sợ bên kia còn người ấy. Như là clear rồi anh em ạ. Thấy ông này nốc xong rồi kiểu bất lực lắm. Ồ, có một con xe chạy ở chỗ ngoài đường kìa. Nó chạy qua phải này. Ồ, trong chung cư vẫn có xe anh em ạ. Kìa, một con tuần lộc nữa kìa. Thế để mình dí cái bọn này đi. Chạy đi đâu ấy nhở? À, làm gì vậy ta? Thôi mình dừng nhà này đi anh em ạ. Có khi nó biết mình rồi đấy. Thấy nó dừng lại rồi, chuẩn luôn. Ôi trời ơi. Dí tên này luôn. Thôi xong rồi. Ui, từ từ anh ơi. Ui, từ từ lại nữa. Chết tôi rồi. Ui, có bình máu lắm này. Ui, vẫn kịp anh em ạ. Thiếu máu luôn. Ui, may thế. Vào trong cái nhà này lại có một bình máu. Quả đấy mà không có máu là mình toang rồi. Đây ơi, vẫn kịp. Nào, lên đây bạn. Ok kìa. Đây rồi, may quá, vẫn nốc được. Nào, vào đây, vào đây. Vào đây. Hỏng rồi. Ui, vẫn không nốc kìa. Sợ nó cứu lại được một rồi. Đó. Rồi, may thế, nốc lại được. Thế là còn một tên này nữa thôi đúng không nhỉ? Mà bây giờ mình đã hết máu rồi anh em ạ. Thôi xin lỗi bạn nha. Mình gạt mình lấy máu đã. Định clear luôn team này đấy. Tại vì team Việt Nam mình cũng không nỡ gạt đâu. Nhưng mà tầm này thì phải gạt để lấy máu rồi. Đây vẫn đang đứng ở ngay dưới. Đang cứu ấy sao anh em ạ. Bây giờ xuống chơi luôn được không nhỉ? Sợ nó cứu được rồi. Để mình cho quả lửa vào đã. Ôi giời ơi, trong phòng à. Hỏng rồi, hỏng rồi. Lên đây bạn. Mày thế. Còn tên kia nữa, vừa được cứu xong đấy. Ôi trời ơi. Lao ra luôn hả bạn? Kìa, vừa cứu xong lại không hiêu máu đi. Ui, may quá anh em, tí toàn. Ồ, có con xe ngay trên đồi kìa anh em ơi. Thêm một tên nó chạy ở ngay trước xe kìa. Như kiểu là tên kia nó lấy xe nó đón bạn hay sao ấy. Để xem có mấy tên nào, chơi luôn nhá. Ồ, vẫn chạy à, vẫn chạy à. Rồi rồi, thế thì mình dừng đây. À, từ từ. Nó lại chạy tiếp rồi. Đây đây, tên kia vẫn chạy bộ kìa. Thanh niên này, dỗi bạn hay sao mà lại không lên xe vậy? Ok, có hai tên thôi anh em ơi. Gạt luôn đi. Rồi. Còn tên sau cây nữa. Đây, để mình áp sát xong rồi mình xử lý luôn. Kết liễu nhanh luôn nhá. Vẫn đang núp à? Thế thì cho quả lửa vào đã. Ờ đúng rồi, cho quả lửa xong rồi mình ốp quả bom nữa. Từ khi có skin quả lửa với lại quả bom 8 UC mình cũng quăng rồi. Ý giời ơi, ok. Ông này ngáo lắm anh em ạ, cho quả bom cũng đủ chết này. Đó, ý giời, các bạn thấy hiệu ứng 8 UC nó khác bọt ngay. Ôi thôi chết rồi, hết xăng rồi à. Mẹ không để ý xăng anh em ạ. Hết xăng ngay chỗ này, trống thế. Vào kia, à, chỗ đằng kia có con xe máy kìa. Để lấy con xe máy rồi mình lại tiếp tục đi tìm người nhá. Ồ, trước mặt có con xe luôn anh em ạ. Khỏi phải tìm luôn. Ôi thôi chết rồi. Trời đất ơi. Mà cày thế nhở. Cũng hết xăng cái chỗ. Thật không thể tin được luôn ấy. Nó đen mà nó đen một cách trùng hợp đấy anh em ạ. Sớm không hết, muộn không hết. Hết đúng cái lúc mà chúng nó đang phi tới thì toang rồi. Thật sự không thể làm gì được phát đấy. Mà lại còn đang trượt ván chứ đâu phải là mình đang còn đứng kè đâu. Ơ cái bọn này sao quen đấy nhở. Nãy bọn này giết mình trong khu sự kiện phải không ta. Trời ơi. Đúng cái bọn Indo này rồi anh em ạ. Cú thế nhờ. Đang định đi tìm bọn này để phục thù đấy. Ai ngờ lại cay lần hai. Thế mới điên người chứ. Lại phải check lại cái trận vừa rồi anh em ạ. Đúng con số tâm linh 19 kill. Điếu thể tin được luôn ý. Thật sự. Không hiểu sao con số 19 này nó ám mình thế nhở. Cay thật. Giờ vẫn đang bực anh em ạ. Mặc dù là trận vừa rồi mình lên thống trị rồi đấy. Nhưng mà nó vẫn chưa có cái game top 1 nào.
Lần này phải quyết tâm top 1 ra bằng được. Không top 1 không nghỉ luôn. Riêng ngày hôm nay nhá, không top 1 không nghỉ luôn anh em ạ. Kể như mà trận lúc nãy mà top 1 thì nó phải đẹp không? Úp luôn danh thống trị nó phải được không? Giờ thì lên thống trị thôi, nhưng mà cố gắng gọi là solo lấy cái top 1 cho anh em. Đây, một tên này. Gạt luôn. Có tên phía sau nữa. Ai giả, có súng luôn à? Lên này bạn, đâu? Trời ơi, hết đạn rồi. Trời ơi, thêm viên nữa vẫn không gạt được kìa. Cú thế nhở? Sao mình cảm giác ngày hôm nay nó lại là một ngày toang hay sao anh em ạ? Thấy nó cứ đen đen kiểu gì ấy. Còn để mình đứng đây mình hiểu máu đã. Ôi, mày thế, phải đồ kill rồi anh em ơi. Không lại bị cái ad mất. Trên đầu mình đông phết đấy. Ui, trời ơi, bố ấy ngồi ngay góc. Mẹ, quả bất ngờ đấy. Trước mặt có người này. Ô, nóc, 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 nóc rồi. Trời ơi, không kịp anh em ạ. Mẹ, nó gạt nhanh quá chứ không lại có thêm một mạng free nữa rồi đấy. Ồ, ở dưới tầng hầm vẫn đang có tiếng chân anh em ạ. Từ nha, để ke nốt cái tên ở tầng hầm đã. Đang đứng ngay cửa này. Ai da, biết mình à? Ôi, lên đây bạn. Ok. Hưng đẩy lên như thế là dở rồi Hưng ơi. Quá đen cho Hưng. Để mình lút nhanh rồi xong rồi mình đẩy ra ngoài luôn. À để lút qua cái xác tên này đã. Ui đây ôi, có cái bắn đạn xịn. Cả súng tuyết này. Súng tuyết này tí đã lên trên tầng 3 ấy. Mình bắn đấy, mình đứng mình kê ở mấy cái tên ở dưới nó dễ hơn. Cái đậu xanh. Trời đất ơi, một tên ngay đây luôn anh em ạ. Ui tôi chết rồi, nóc nhà này có người anh em ơi. Ui trời ơi. Ơ, nó không biết mình hay sao ấy. Ui may thế, nó vẫn đang còn để ý cái chỗ nóc nhà băng ấy. May thật. Ủa, tên này vẫn đang đứng im ở trên nóc nhà hay sao ấy nhở? Vẫn chưa di chuyển này. Ui rồi ơi. Ủa, ông nội này. Không đeo tai nghe à bạn ơi. Đây rồi, ngay trước mặt mình. À, cái tên cầm DPS này nãy lấy của mình hay sao ấy này. Ô, tên đang bị nóc nữa này. Đây, 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 mình xin. Rồi. Bây giờ còn cái tên DPS này làm sao được nhờ. Không dám công luôn anh em ạ. Sợ một phát là đi luôn đấy. Nào công đây bạn. Hai tên mà lại có một tên cầm DPS nữa mà cũng không dám công anh em ạ. Mấy ông này chơi chắc thế nhở. Đang úp bom hay sao này. Luồn về không là vỡ mồm đấy. Thôi đẩy lên đi cho nhanh nào. Chứ bây giờ mình thì mình không dám công rồi. Có ông cầm DPS là mình phải chơi chậm. Rồi rồi đúng rồi đúng rồi. Nào đẩy ở đây. Bắt nhịp luôn. Vẫn chưa nốc này. Ơ, hình như bọn này tin khác rồi. Đâu phải tin Việt Nam đâu. Còn tên dưới này nữa. Chạy à, chạy đi đâu. Tên này tỉnh này. Ui. À, lại một tên phía sau nữa. Đây, đẩy đến đây, một viên. Vào đây, ui rồi ôi, không được rồi. Cứ sợ thằng sau lưng bắn anh em ạ. Kế mà không vớ thằng đấy, có khi mình nốc được cái thằng này. Ô, công luôn à. À, nó trượt đi rồi anh em ơi. Đây, nó trượt ra ngoài này này. À đâu? Vẫn còn hai tên này. Úi giời ơi, đây rồi, đây rồi. Cái tên DPS đây rồi anh em ạ. Chuẩn luôn, đúng cái tên này nãy giết mình đây mà. Nó lút cái DPS của mình đây này. Đây, gạt luôn này. Ơ, thế là gạt rồi, vẫn đang còn một nữa. Hay là còn tên bên kia nhở? Đây, để mình qua mình check luôn. Ui, vẫn đang còn đứng nóc nhà kìa. Vãi thật, ông nội này ông cam chảy cối thật đấy. Cho quả bom nữa xem còn cam được nữa không nào. Bo thì vào rồi. Quăng lửa là cái gì. Lửa không skin này. Làm sao ăn được gọi là bom 80 UC của mình. Rồi, qua mình gạt luôn. Ai già, giấu con xe cũng kỹ phết nhở. Nhưng mà vẫn bị mình phát hiện rồi bạn. Đây, ngay trước mặt này, một tên này. Nào đấy đây. Ai già. Thanh nhân, lại lên tầng 2 thủ rồi à. Lù luôn này. Mình có một G3 mình lù luôn này, chó nhanh. Ăn thính xong rồi chạy á. Chạy đâu vậy bạn? Thế nhưng có mỗi tên này thôi anh em ạ. Chuẩn rồi, trên xe có mỗi một tên thôi. Lên trên này làm gì vậy ta? À, dừng luôn rồi anh em ơi. Đây đây, mình hạ cánh này mình chơi luôn này. Đi đâu mà vội mà vàng thế bạn? Trời, cũng có mỗi một tên. Đâu rồi nhở? Vừa đứng ở chỗ này bắn mình mà. À, bên kia. Rồi, qua luôn này. Ố, nhà sau lưng cũng có người này. Để xử lý cái thằng này trước đã. Thằng này sấy mình trước này. Là phải giết trước. Ui, cái nhà này hở thế nhở. Nhảy xuống là thằng bên kia bắn qua kìa. Ô, đẩy lên đã.
đẩy lên đây. Thế thì bạn lại sai lầm rồi. Còn tên này nữa. Ôi tôi chết rồi. Ui tí nữa là bị thằng nóc nhà móc lốp. Mẹ mày thế nhở. Mình nghĩ chắc là mình phải lấy tuần lộc mình lượn góc khác thôi anh em ạ. Giờ chúng nó ngồi chúng nó thủ hết rồi. Không làm gì được ấy. Vòng ra phía sau đi. Xây cũng căng đét phết đấy. Còn hai tên nữa thôi hay sao ấy. Đợi mình một tí đã. Bên kia ông đang có tiếng súng bắn nhau nữa kìa. Chỗ ông tính vàng kìa. Thế là chúng nó trong cái khu Pita này hết rồi anh em ạ. Đây mình dừng đây mình cam một lúc để xem nào. Bọn này phải chạy bo trước mình mà. Em đứng đấy mình cam một lúc cũng chả sao. À đây rồi thấy một tên rồi này. Đứng đấy làm cái gì đây. Ok gạt được thêm một tên nữa. Có tiếng xe anh em ơi. Sau lưng này. Tính công vào đây à hay như nào đây. Chạy luôn rồi. Thôi chắc là mình lấy xe tuần lộc mình vào bo trước anh em ạ. Bo vào rồi. Bo này vẫn đang còn đông cho nên là không thể đứng ngoài bo cam lâu được. Không là chết đấy. Úi giời ơi. Vãi thật. Ngay nhà mình có một thằng nữa. Sợ thế nhờ. Ôi trước mặt có sầm mốc nữa này. Hay là mình lấy cái nóc nhà cũ này. Mình đứng mình kê cái thằng sầm mốc này nhờ. Bo cũng khép chậm mà. Cứ đứng đấy mình kê một lúc đã. Vội gì. Ồ, có xe nữa này. Bây giờ chạy vào bo à bạn. Rồi. Thôi xong. Quả đâm xe. Toang ngay rồi. Rồi, ok. Vẫn nốc anh em ơi. Chắc là bạn nó vẫn đang trong khu này thôi. Nhưng mà bo vào rồi. Mình chuồn luôn. Đấy, đấy, đấy. Sấy à. Ây da, ngoài bo rồi mà vẫn còn cố và sấy này. Đây, nhà vệ sinh này trong bo. Đứng đây cam luôn anh em ạ. Đây rồi, nó cong lại gần mình này. Ồ, vẫn đang có cái bức tường kìa. Ồ, rồi. Nóc bo rồi. Team Việt Nam á. Khác team lại tên đi xe. Ui. Cắt phết nhở. Lại có tên nào đứng trên đồi kia sấy qua nữa. Ghê gớm đấy. Ui, không lo bạn ơi. Mình trong bo rồi. Bây giờ mình lấy con tuần lộc mình chích một lượt đã anh em ơi. Sợ là có tên nào gần đây ấy. Tại vì cái thằng mà nãy đi ngoài bo kia nó vẫn nóc mà. Vẫn chưa thấy bạn nó bị ao bo cơ. Trong kia thì vẫn đang bắn nhau thì cứ kệ chúng nó đi. Mình phải chích kỹ xung quanh chỗ này đã. Bây giờ chỗ này trong bo rồi. Nên là mình phải chiếm cái vòng bo này. Rồi, thấy một tên ở ngay trước mặt này. Như là quanh đây không còn ai rồi anh em ạ. Ok, dừng đây đi. Sấy à bạn. Ây da. Đục nhanh phết nhở. Ơ mà sao cái tên trong nhà đấy không bắn ra ta. Phụ mình cái tên ở chỗ kia với bạn ơi. Ê cái gì đấy. Vãi thật. Giờ này mà vẫn còn. Ông này bị dở hơi cầm Uzi ngoài bo còn bắn nữa. Chết đi mày. Rồi chỗ mình tâm bo luôn anh em ạ. Tiếp tục mình lấy tuần lộc mình lượn thêm một vòng nữa. Để check kỹ xem thông tin của ba tên còn lại nào. Đây dừng đây đã. À một tên phía sau nữa kìa. Đây mình đứng góc này luôn. Ồ rồi. Thế là còn hai tên trước mặt thôi. Ơ kìa. Trời ơi bắn cho cố vô bây giờ nhảy team up ạ. Cái gì vậy mấy má ơi. Mấy má khốn thế nhở. Đúng cái góc mình trong bo góc đẹp luôn đấy anh em ạ. Giờ lại mấy ông nhảy này nữa. Chắc lại là gặp team Việt Nam nhận ra rồi. Trời đất ơi. Thôi dù gì trận này top 1 rồi anh em nha. Lộc ơi, Lộc ơi, Lộc ơi. Đó, lại anh Lộc ơi rồi anh em ạ. Lộc ơi. Lô lô. Ờ, em Lộc này. Trời ơi, lần đầu tiên chơi chung với anh luôn á. Mấy trời ông, bữa mấy nay ông, clip với anh luôn. Mấy ông bắn tôi xong bây giờ mấy ông nhảy team up à hả? Mấy ông chơi gì, không, chơi không, gian em, dữ ta. Em thấy hiền cái xe lên nè, em thấy rồi chứ em đâu có biết anh đâu. Thế yeah. Ừ, em thấy cái tên anh từ đầu à. Thế bây giờ chơi như nào đây? Trời, đập, chơi nhân phẩm đập à? Chảo đi anh có dao thôi. Chảo hay sao? Anh có mỗi dao thôi. Em mới vứt chảo chỗ đây. Thế nhặt lại đi. Lại ừ, nhặt lại ừ, chơi okay, luôn. Okay. Rồi, chém này. Được vứt chưa? Bà ngồi kia mất rồi, vứt bà ngồi kia mất rồi. Ngồi bo mất rồi. Không, vì bây giờ cởi... tay ra nhờ. Ừ, cởi hết giáp mũ ra nha. Cởi giáp mũ ra cho okay, nhanh. Ok, ok. Vứt giáp thôi, xong rồi. Anh đấm những giờ em trước đi. Anh đấm những giờ em trước đi. Vợ em á? Ừ. Vãi ạ. Rồi, ok luôn. Rồi, chơi. Vãi cả đấm vợ em. Ôi giời ơi.
Ui giời ơi, ui giời. Ui giời, Ai ui à? giời. Bạn này đấm ghê thế. Rồi. Đấm luôn nha. Cởi giáp ra. Ok. Em phải cởi giáp ra chứ em mặc giáp ba đấm khi nào mới chết. Không, em vẫn không được này. Nó hiện gì ba lô. Ờ thế Ba để. lô hết chỗ trống. À. Thế là phải vứt hết đồ ra, vứt hết đạn với lại ấy ra thì mới vứt được giáp. À. Rồi đúng rồi. Rồi rồi được rồi rồi. Ok 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 Rồi ok, đấm luôn. Được rồi rồi. Yo. Ông này đấm ghê này, nhìn cái cách di chuyển là biết đấm này. Đấy. Đấy à, một phát rồi nha. Hai phát nha. Chết rồi, ba phát rồi nha. Bốn nha. Năm nha, chết này. Với ba nha. Ok, cảm ơn em nhá. Chắc ông này nhường. Weirdo Ông này cố tình ông mới one. nhường đấy Ok. mà. Rồi vậy là clip ngày hôm nay thì mình cũng đã hoàn thành được cái series solo squad lên danh thống trị rồi anh em nhá. Mặc dù là trận đấu này gặp hai bạn cuối team up, tuy nhiên thì mình cũng đã đấm hết mình để lấy cái top 1 về cho anh em. Và kể cả trường hợp mà hai bạn này không nhảy thì mình cũng có cơ hội top 1 cao rồi, tại vì mình có một cái góc đẹp và trong bo như thế cơ mà. Thì ok, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip ngày hôm nay nha. Bye bye anh em nhá.